Tiếp tục với những diễn biến liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 theo. Đánh giá thăm dò được đời hư công bố mới. Đây cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới của cựu Tổng thống Donald Trump hiện ở mức 52 Pico Henry. Cao nhất kể từ tháng 8 đến nay trong khi đó số liệu này của ứng viên Dân Chủ Kamala Harris chỉ đạt 48 PS được biết tỷ. Lệ dự đoạt cơ hội chiến thắng của ứng viên Cộng hòa Trump kể từ ngày 20 tháng 8 tới giữa tháng này luôn thấp hơn ứng. Viên Dân Chủ Harris thậm chí cơ hội giành chiến thắng của bà Harris từng có lúc vượt xa ông Trump với tỷ lệ lần lượt là 57 PS và 43 PS, tuy nhiên kể từ ngày 16 tháng 10 tới nay cơ hội chiến thắng của ông Trump dần năng bằng và tới ngày 20 tháng 10 thì lần đầu vượt đối thủ bà. Harris bản dữ liệu trên của Ju cho thấy, tỷ lệ dự đoán xoay quanh phiếu đại cử, chi của ông Trump cũng lần đầu vượt bà. Harris với số phiếu dành cho hai ứng viên, Cộng hòa và dân chủ lần lượt là 272. Phiếu và 266 phiếu ngoài ra ông Trump đang đạt lợi thế nhỏ tại các bang chiến, Arizona, Georgia và Bắc Carolina cũng như cải thiện được tỷ lệ ủng hộ ông ở các bang Wisconsin và Michigan phó tổng thống Kamala Harris đang bước vào tháng cuối của chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ với mức chi tiêu vượt xa đối thủ ông Donald Trump cả hai. Ứng cử viên đều đã chi hàng chục triệu đô la Mỹ cho quảng cáo trên truyền hình. Bà Harris và ông Trump đang bám đổi sát nút trong các cuộc thăm dò ở cả cấp quốc gia và các bang chiến trường có thể quyết định người chiến thắng phó tổng thống Kamala Harris đã đã tạo dựng được lợi thế tài chính đáng kể sau khi chính thức trở thành ứng viên tổng thống đảng dân chủ hồi tháng 7 vừa qua theo thông tin được gửi tới ủy ban bầu cử liên bang chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris cho biết đã chi 270 triệu đô la Mỹ trong tháng 9 vừa qua chủ yếu là cho quảng cáo cựu tổng thống đảng cộng hòa donald trump cũng đã chi tổng cộng 78 triệu đô la mỹ cho quảng cáo trong cùng thời điểm Độ chịu chi lớn hơn đang giúp bà kamala harris phủ sóng rộng rãi trên truyền hình trong những ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử tuy nhiên điều này có thể không quyết định chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 ông donald trump đã đánh bại bà hillary clinton mặc dù gây quỹ được ít tiền hơn so với ứng cử viên đảng dân chủ trong những tháng gần đây bà kamala harris đã huy động được nhiều tiền hơn ông donald trump chủ yếu từ các nhà tài trợ nhỏ với 222 triệu đô la mỹ trong tháng 9 so với 63 triệu đô la mỹ của đối thủ tuy nhiên những người ủng hộ giàu có của ông donald trump trong đó có tỷ phú elon đã đầu tư nguồn lực đáng kể và nhóm liên minh với cựu tổng thống theo hồ sơ riêng gửi ủy ban bầu cử liên bang một trong những nhóm đồng minh lớn nhất của cựu tổng thống cho biết đã nhận được khoản đóng góp 25 triệu đô la mỹ vào tháng 9 từ tỷ phú bảo thủ timo Mellon trong một diễn biến khác liên quan thống đốc bang pennsylvania thành viên đảng dân chủ ông Joe sapiro gần đây đề nghị cơ quan thực thi pháp luật điều tra tỷ phú em sau khi vị giám đốc điều hành ceo của hãng xe điện tesla tuyên bố tặng một triệu đô la mỹ mỗi ngày cho một vì cử tri ngẫu ngẫu nhiên ký tên và bản kiến nghị trực tuyến của ông cam kết trên được tỷ phú M đưa ra tại cuộc vận động tranh cử ngày 19 tháng 10 ở thành phố Harrisburg, bang Pennsylvania, Mỹ do America Pick một ủy ban hành động chính chỉ được CEO Tesla thành lập nhằm tài trợ cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức theo đó cho đến ngày bầu cử mùng không tháng 11 mỗi ngày ông sẽ tặng một triệu đô la Mỹ cho cử tri ngẫu nhiên ký và bản kiến nghị trực tuyến ủng hộ tu chính án thứ nhất và thứ hai liên quan đến quyền phát ngôn và sở hữu vũ khí theo trang web của America PC điều kiện để có thể được nhận một triệu đô la Mỹ là cử tri phải là người ký vào bản kiến nghị đã đăng ký và sinh sống tại một trong bảy bang chiến địa gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Mỗi cử tri của Pennsylvania ký tên vào bản kiến nghị sẽ được cung cấp 100 đô la Mỹ và nếu giới thiệu được cử tri khác trong bang ký tên cũng sẽ nhận được 100 đô la Mỹ ngay. Trong ngày 19 tháng 10, tỷ phú M đã trao tấm xét trị giá 1 triệu đô la Mỹ cho cử tri mang tên John Sau đó một ngày, một cử tri nữ cũng đã nhận được 1 triệu đô la Mỹ tại một cuộc vận động khác ở BBC trong một tuyên bố đăng trên chương trình Meet the Press của NBC thống đốc. Pennsylvania, ông Joe Zero cho rằng kế hoạch của tỷ phú M tặng tiền cho cử tri rất đáng lo ngại và đây là điều mà cơ quan thực thi pháp luật có thể xem xét. Theo hướng dẫn về tội phạm bầu cử của Bộ Tư pháp Mỹ, việc trả tiền cho một người với mục đích thưởng hoặc dụ dỗ họ đi bầu hoặc đăng ký đi bầu là một thành vi phạm tội và có thể bị phạt tù. Hành vi này không chỉ giới hạn ở việc tặng tiền mà còn những vật có giá trị như rượu hoặc hình thức quay sổ số, số hiện tỷ. mất chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin âm nhạc trên cầm nhân diễn biến mới nhất của cuộc đua vào Nhà Trắng 2024 hay ứng cử viên tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris. Và ông Donald Trump đã có cuộc vận động tại Pennsylvania và Michigan hai ứng viên này đều huy động tới sức mạnh của những người N tiếng ở hai bang phải thắng này. Vận động cử tri trước ngày bầu cử Mỹ phó, tổng thống Kamala Harris đã xuất hiện cùng ngôi sao nhạc pop người sở hữu nhiều giải thưởng Grammy danh giá ngay tại quê nhà. Đi chơi của nữ ca sĩ đánh dấu ngày B, phiếu trực tiếp sớm đầu tiên bà Kamala Harris tham gia cùng ngôi sao xe nhạc User tại một cuộc vận động bỏ phiếu ở Atlanta, Georgia trong ngày 20 tháng 10 trong khi đó người giàu nhất thế giới sẽ vận động tranh cử cho cựu tổng thống Donald Trump ở Pennsylvania hai ứng cử viên đều đang chiến đấu trên mọi mặt trận để giành được sự ủng hộ của cử chỉ các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy cuộc đua về cơ bản là ngang bằng khi chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là đến ngày bầu cử tỷ phú Elon Musk trích gờ gắt chính quyền tổng thống Joe Biden và đã nổi lên như một nhân vật có ảnh hưởng trong nền chính trị Mỹ kể từ khi tiếp quản mạng xã hội Twitter hiện được gọi là ít giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX đang đóng vai trò ngày càng nổi bật trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump và đã quyên góp gần 75 triệu đô la Mỹ trong nỗ lực thay đổi cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng vô cùng căng thẳng. Bà camera Harris đã tăng cường tấn công vào điểm yếu của đối thủ là vấn đề tuổi tác ông donald trump bảy tuổi và hiện là ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước mỹ bên cạnh việc công kích lẫn nhau cả hai ứng cử viên đều tập trung những ngày văn động tranh cử cuối cùng cho các bài chiến trường quan trọng nơi mà hoạt động bỏ phiếu đã diễn ra chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử chiến dịch của bà camera harris đang tăng cường kêu gọi những người ủng hộ đi bỏ phiếu sớm nhất ns có thể coi đây là một thành trì chống lại xu hướng truyền thống của đảng cộng hòa trong ngày bầu cử các số liệu của đại học florida cho thấy tỉnh đến tối ngày 18 tháng 10 đã có gần 12 triệu phiếu bầu điều bỏ khoảng 1 phần ba trong số này là ở bà băng do đồng dự kiến sẽ quyết định cuộc bầu cử và nhìn vào số liệu phân chia theo đảng phái những người theo đảng dân chủ đã đăng ký chiếm khoảng một nửa trong số những người bỏ phiếu sớm trong khi đó những người theo đảng cộng hòa chiếm khoảng một